Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách để mod cái status bar như cái tool này của bạn Đức Anh. Thì ở đây mình dùng cái app để xây lại. Thì đây cái tool nó như này. Ở đây mình cũng có mod sẵn để mua cho các bạn xem này. Tool này hiện nay mình thấy ở trên Facebook thì cũng có nhiều người dùng lắm. Cái tút nó như này. Thì đầu tiên là các bạn mở xuống dưới cái video của mình sẽ có cái link để tải cái tút này về. Rồi các bạn làm theo cái tút này theo từng bước nha. Đầu tiên là mở rộng round world, rồi thì cái đó mình không nói nữa vì ở các video hướng dẫn mod đồng hồ kim hay đồ gì, mod hai dòng đồ là mình cũng có nói à. Rồi sau đó các bạn đeo con với set tầm UI ra và chép chép các cái mục trong tút này sang system UI theo cái đường dẫn nó đã có sẵn nha. Rồi để còn cái này chưa xong luôn, đây các bạn thì cái nếu video tiếp theo mình làm thì mình sẽ làm mình giới thiệu với các bạn cách để sử dụng cái app UI Singer này để tạo thành cái status bar, để làm status bar hoặc là cái gì. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái app này. Đây mình mấy cái status bar mình dùng cái app này để tạo. Đây con nó lâu quá. Rồi, xong rồi. Ở đây mình làm theo từng bước nha. Thì các bạn mở mở bên này APK tool này. Đây cái system UI cái dưới red, nhưng ở đây mình có sẵn một cái của mình mod rồi. Cái này chưa mod thì mình sẽ làm theo cái này cho khỏe. Đây các bạn chép cái mục draw qua này vào draw qua. Tất cả các cái mục trong draw qua này sang bên này. Đấy, sao chép. Rồi thì tiếp theo là cái mục Smiley này. Bên này cũng mở vào Smiley rồi, các bạn chép chép cái này. Rồi thì muốn mod cái status bar này, nếu máy các bạn chưa chưa đeo đất thì vẫn mod được nha các bạn. Chỉ có cái là không sử dụng được cái Good Afternoon này, ví dụ những cái nó chúc buổi tối hoặc chúc buổi sáng gì đó thì không có mod được. Rồi bước tiếp theo là các bạn copy toàn bộ code này. Copy. Thì còn ở đây thì các bạn mở vào red này. Layout. Status bar. Không biết cái status bar này mình đã mod chưa? Cái UI này đã mod status bar chưa? Đây mở cái này lên. Bị ra luôn con, từ kỳ à? Sao cái khóa luôn để đâu? Muốn cái status bar nó sát vào hai bên map này á, hai hai bên cái viền này, thì các bạn chỉnh sửa cái ở cái ID status bar container này, các bạn sửa nó thành 0.0 nha. Để mình nói cái này. Rồi tiếp theo các bạn dán cái QR mình cho ở bên tút đấy, các bạn copy và các bạn dán dưới cái ID status bar container này. Dưới cái ID này. Sau đó tìm các cái code chuyển vào cái mục mình đã cho sẵn rồi đó. Ở đây tìm gặp cái nào chuyển cái đó trước thôi. Đầu tiên là code thông báo đi. Thông báo và code pin luôn.
thông báo vào câu gia pin thì ở đây mình để một chỗ rồi mà. Đây các bạn dán vào đây. Tìm tiếp cô gia pin ấy để dán vào đây. Đây là cụm cô gia gồm cả pin và sóng, như Android 5 chấm đưa lên thì nó bao gồm cả cụm pin và sóng và các thứ, là các bạn sao chép cả cái cụm như như mình này nhá. Rồi lát có gì lấy đồng hồ đồ ra thì lát mình sao cắt chuyển nó ra sau. Đây các bạn sao chép cả cái cụm như mình này, dán vào dưới cái cô dao hồi nãy mình chuyển ấy. Đây notification icon này bạn dán dưới này. Rồi sau khi ấy thì các bạn chép cái đồng hồ số này ha. Đây là cái đồng hồ số này, ED clock này có nghĩa là đồng hồ số. Ui. Đấy, chép thừa. Đang đây thôi. Đấy. Là các bạn chép cái này và dán vào mục đồng hồ số. Ủa, không có hả? Vậy chắc nó có sẵn này. Để mình xem có chưa. À, ở đây cái tút này đã có sẵn rồi nha. Ở đây cái tút này nó đã có sẵn cái đồng hồ số rồi, nên các bạn không cần copy cái này sang đâu. Các bạn xóa cái cô dây này đi. Ở trong tút là có sẵn cô dây đồng hồ số rồi, nên các bạn xóa. Đây, các bạn xóa cái cô dây đồng hồ số này đi. Rồi. Đồng hồ số. Rồi còn cái gì nữa ta? Pin, sóng và wifi. Rồi ví dụ như cái chữ bi còi hoặc là người yêu anh nhé này, các bạn muốn sửa cái mã chữ hoặc mã màu thì các bạn có thể tìm ở đây trong tút mình làm ở đây, như hình là sẵn có cái tút. Các bạn muốn sửa các bạn sửa ở đây nha. Sửa cái chữ gì đây? Các bạn muốn sửa gì, muốn hiện chữ gì các bạn sửa chữ đó. Rồi tiếp theo là lấy icon sóng thì các bạn mở cái system icon ra. Đây, từ Android 5 chấm đưa lên thì như các video trước mình nói là cô gia sóng là nó nằm ở bên cái system icon. Đây. Chị các bạn chép cái này và dán qua bên chỗ sóng và wifi mình có để sẵn này. Đây các bạn dán vào đây nhé. Rồi và dán. Đấy. Như vậy là đã xong cái tút này rồi đấy. Xong chưa ta? Sao tự nhiên cái tút này mình mót thay nhân vậy ta? Có thiếu cái gì không? Rồi, sau khi xong thì các bạn lưu file này lại và các bạn quay lại APK tút này, các bạn recom nó đi. Không phải cái này. Đây, recom cái này. Đợi trong giây lát thì nó sẽ recom xong và các bạn sao chép cái meta và cái Android main gì đấy vào, hoặc là các bạn sign in này. Đây. Còn không thì các bạn chép kiểu thủ công kia và các bạn chép vào hệ thống nha. Xác quyền 644. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. À thì ở cuối video mình cũng nói là cái tút này là tút của bạn Đức Anh nha. Mình chỉ là thấy ở một trên Facebook ấy, mình có thấy một cái thấy nhiều bạn sử dụng cái tờ status 3 này luôn, nên mình muốn phay nó lại
mà nghe bảo đâu là cái status bar này không không chia sẻ nên mình phay nó lại cho các bạn nào muốn sử dụng thì có thể mod được. Chào các bạn, nhớ nhấn like và subscribe theo dõi nhiều cái kênh mod của mình nhé. Rồi ở đây mod mod cái ấy mình nó mod tab status bar này khó kéo quá. Rồi thì sau này mình cũng sẽ làm cái video hướng dẫn mod tab status bar để cách để làm có nhiều status bar hơn hơn một cái đấy. Như ở đây mình mod cái này thì có 4 cái. Chào các bạn.